Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình không ra vườn nha các bạn. Mình ở trong nhà mình ăn. Có một người gửi cho mình một thùng cốc Việt Nam. Mình sẽ mở cái thùng ra và mình coi cây chín hay chưa. Nghe mùi thơm phức luôn á. Chắc là ngon lắm đây. Thơm quá chừng à, thơm phức á. Nè các bạn, cái thùng cốc này là các bạn. Wow, vàng tươi luôn á, thơm phức. Đúng là cốc Việt Nam chính hiệu luôn các bạn ơi. Chính hiệu con nay vàng ngơ ngác luôn nè. Trời ơi, cái này ăn rất ê răng quá. Không biết ngọt không. Để mình ăn thử nha các bạn. Hôm trước thì cũng có mấy trái ở ngoài, ăn thì ngọt lắm. Còn cái thùng này thì mình mới mở nè, mình chưa biết nó ngon hay không nữa. Bây giờ mình gọt cốc ăn nha các bạn nha. Cùng ăn chua với mình nha. Nếu nó ngọt thì mình cùng ăn ngọt, còn nếu nó chua thì mình cùng ăn chua các bạn nha. Rồi, mình để cái này bên đó nha. Đây nè các bạn, trên tay mình là một dĩa cốc Việt Nam. Và các bạn ăn cốc nha. Muối ớt nè. Ổi này là ổi Thái không hộp này nha các bạn. Mình sẽ ăn chua hôm nay. Hôm nay Hạ quyết tâm ăn nhiều hơn làm à. Hôm nay ông xã của mình đi làm. Ở nhà tự quay luôn. Lần đầu tiên mình quay một mình á. Nếu như các bạn có thấy cái chán hoặc thấy cái gì khó coi, cần góp ý kiến với mình thì comment để dưới cho mình sửa đổi nha các bạn. Muối ớt của mình nè. Thơm ớt. Công nhận ớt thơm dễ sợ luôn. Bây giờ mình cắt cái trái cái ổi. Cắt trái ổi ra nha các bạn. Hôm nay mời các cô chú, các anh chị và các bạn ăn ổi nè, ăn cốc Việt Nam nè, ăn bánh ngọt nữa. Hôm nay Lục Bình ăn không mừng. Thử cái này ngon không nha. Cái này người ta cho mình, chứ mình cũng chưa có phải. Nè các bạn, không có miếng hộp luôn á. Công nhận cái ổi Thái không hộp này hả, đã thiệt chứ. Mà các bạn ăn ổi với mình nha. Nó không cay mà nó mặn các bạn. Chấm nhiều quá. Nhưng mà ngon lắm. Cái ổi mình cũng ngon quá. Cốc Việt Nam thơm lừng luôn á. Thơm mà thơm nó chảy nước miếng. Bởi vì thơm chua á. Mình thì dở ăn chua lắm. Cốc thơm, thiệt là thơm thiệt chứ. Nè các bạn coi trái cốc. Mình ăn cốc xong á, mình sẽ về cái vườn bên kia để mình quay khoe với các muốn khoe với các bạn là mấy cái cây táo Thái của mình á, nó lớn như thế nào, với lại một số mẫn cầu. Để nếu mà mình thấy mẫn cầu mà nó lớn đủ á, Lisa dạ mình sẽ hái thử. Mà các bạn ăn cốc với mình nha. Ngọt. Mình ăn xong cái này là mình đi về ở bên vườn nhà để mình quay táo Thái cho các bạn coi nha, với lại cái cây lô khoát nữa. Nó quá chừng bông luôn. Rồi, xong rồi mình đi nha các bạn. Chứ mình ăn nhiều cái này nó sẽ sót ruột. Nó đi mình cứ thèm ăn hoài. Rồi, mình tiếp tục đi.
Nè các bạn, coi cây táo Thái nhà mình nè. Trái thì kinh khiếp không? Đó. Thấy ham chưa nè? Nè, thấy ham chưa? Mình trồng mới một năm rồi thôi nha các bạn. Năm nay nó lớn vậy đó. Nếu các cô chú, các anh chị nào mà thích táo Thái thì trồng đi các cô chú ơi. Bởi vì hả, nó cũng dễ đậu trái lắm. Ở đằng đây nữa nè, cô chú các anh chị xem nè, nhiều ơi là nhiều luôn á. Thấy ham không? Mà các cô chú, các anh chị, các bạn nào mà thích trồng táo Thái á, mà không có tưới nước mỗi ngày thì nó sẽ rụng hết, nó sẽ teo tóp hết các bạn nha. Thấy ham không các bạn? Lần đầu tiên trồng táo Thái mà trái nhiều như vậy á. Chỗ này nè, thích cưng không? Trái nhiều luôn, trái sai thiệt luôn á chứ. Giờ không biết làm sao á hả? Chừng cỡ 1 tuần 2 tuần nữa mà cho nó lớn lên nữa là ngon lành. Nó khó thấy lắm nha các bạn, phải để nằm trong dòm lá. Nhưng mà nhiều, nhiều lắm. Để mình lo lên cho các bạn coi nè. Đây là sân trước của mình nè. Có mấy cây mãng cầu để mình ghé mắt qua cho các bạn thăm nó nha. Thấy mà thấy thương không? Nó đeo vậy sao mà ba má nó có cơm ăn không biết nữa, đem nuôi nó hết rồi. Cái nhánh mà có trái nó hen là không có cái lá luôn á các cô chú các anh chị. Tại vì nó bị ăn hết hay sao á. Cây sabo che của mình nè, năm rồi thì nhiều trái lắm, năm nay thì nó ít trái lại, nhưng mà nó cũng còn nhiều bông lắm nè. Tuy nhiên mình nghĩ là năm nay cái cây loquat của mình sẽ nhiều trái, tại nhiều bông quá nè. Mà ngộ lắm, hễ cái gì nhiều trái đó thì nó lại nhỏ nha các bạn, nó không có lớn. Nó thơm phức à, mình không nghĩ là cây loquat có mùi thơm á. Mình đi ngang nó là mình nghe thơm phức à. Nè. Thấy thương rồi chưa? Cây loquat của mình năm nay nhiều bông ha. Và đây nè, bắt đầu thu hoạch được rồi các bạn ơi. Có một cái trái mãng cầu Lisa chín rụng dưới đất. Đây. Chín rụng dưới đất nè. Hôm nay mình sẽ thu hoạch một ít nữa để giờ mình ăn thử coi nó ngon chưa ha. Đúng rồi đó. Bây giờ mình ăn thử trái này nhé. Thì mà Lisa mình ăn mãng cầu Lisa chín cây rụng ở gốc nha các bạn. Cái thịt của mãng cầu Lisa nó hồng hồng vậy nè. Mà nó cũng này không, nó có những múi rời nhau nên mình thích lắm. Nó cũng dai nhưng nó rời từng múi mà các bạn ăn mãng cầu Lisa rụng dưới gốc chiên với mình nha các bạn. Hôm nay mình có lọc ăn nè, mình ăn cóc, mình ăn ổi, bây giờ mình không có nghĩ là được ăn mãng cầu nhưng mà cái lọc ăn hôm nay không mừng, ăn thôi. Mình vẫn thích mãng cầu Lisa các bạn ơi. Nó juicy lắm, nó có nước, nó dai, nó thơm thơm. Mà đặc biệt là nó không có quá ngọt. Mình thì sợ chua lắm, nhưng mà ngọt quá mình cũng sợ nữa nha các bạn. Ngon quá. Mãng cầu ít hột nữa. Một lát mình sẽ hái một ít trái luôn, tại vì những cái trái nó gần chín á, già rồi mình hái. Ngon quá chừng á. Ăn nó mà nước nhiều thiệt là nhiều á, chứ không phải như những loại mãng cầu khác.
mình chừa nửa trái này cho ông xã mình ăn. Tại biết sao cái này á, nó không có quá ngọt. Mận cầu này với mận cầu do Thái đỏ các bạn, nếu người nào mà sợ ngọt á, trồng mận cầu Lisa với do Thái đỏ đi, ngon lắm. Bây giờ mình sẽ thu hoạch những cái trái mà mình nghĩ là nó sẽ già nha các bạn. Ủa cái trái này chín nữa nè, mình hái luôn nè. Chín nè, mềm nè. Rồi mình sẽ thu hoạch nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ hái một ít trái này, chắc già rồi nè, ăn lần. Mình trồng 3 cái giống mận cầu. Đây nè các bạn, mận cầu Lisa. Mình trồng 3 giống mận cầu. Mận cầu Lisa là lối tháng 11 là đã có ăn rồi. Cái mận cầu Úc, mận cầu Thái trắng đó, thì mình ăn vào lối tháng 1, tháng 2. Nhưng mà mận cầu tím là mình sẽ ăn vào lối tháng 3. Vì vậy mình sẽ có mận cầu ăn dài dài luôn nha các bạn. Nếu các cô chú, các anh chị nào mà thích ăn mận cầu á, thì mình ăn vậy nha. Đây, một trái nữa. Mận cầu này hả? Bây giờ mình chưa có biết là nó thật sự già hay chưa, nên mình chỉ hái 2 trái thôi các bạn nha. Chắc mình hái 1 trái nữa đi, trái nhỏ nhỏ vậy cũng được. Nó có kiến nè, có mấy cái con ấy nè, là mình hay diệt đó lắm. Đây nè các bạn, mình đã thu hoạch được mấy trái mận cầu Lisa đầu mùa, ăn lần. Bởi vì trồng tới mười mấy cây lận phải ăn từ từ. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình. Bây giờ mình xin dừng ở chỗ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế. Bye.